Xin chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay là em có một cái chuyến đi đến showroom ô tô Phú Mẫn, là cũng là chi nhánh bên em luôn, là ở tại địa chỉ là ở Đồng Nai, Võ Nguyên Giáp. Thì em lên đây để em giao xe cho quý khách hàng. Thì sẵn tiện ở đây thì xe ở đây rất là nhiều luôn, xe lớn. Thì bãi đang rất là rộng nè, xe lớn rất là nhiều. Thì em sẽ quay sơ lược cho quý khách hàng về các cái dòng xe hiện tại đang có tại ô tô Phú Mẫn Đồng Nai. Thì đây là cái dòng đầu kéo A26 mới nhất hiện tại luôn của hãng Hoàng Huy, và sử dụng là máy Cummins nha quý khách hàng. Còn khỏe luôn, xe rất là mới. Quý khách hàng mình đang có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha, em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Em chỉ quay sơ thôi tại xe rất là nhiều. Và đây kế bên em đây là cái đầu kéo Hoàng Huy 6x4. Đầu kéo này là 420 mã lực nha quý khách hàng. Rất là khỏe luôn và mới nữa. Nhiều màu cho quý khách hàng luôn, từ vàng, đỏ và trắng. Ngoài đầu kéo ra thì showroom thì còn trưng bày rất là nhiều nữa, như là Hoàng Huy 4 chân, Hoàng Huy 4 chân nè, Hoàng Huy 5 chân, rồi Jack A5 4 chân, Jack A5 5 chân, rồi từ 2 chân tới 4 chân thì có rất là nhiều dòng, dạng như Fao nè, rồi Hoàng Huy Jack, rồi có đây. Ngoài cái dòng đó thì có dắt N200 cho tới N800, 900, 8 tấn, 9 tấn nha quý khách hàng. Thì ở đây là công ty đang ra phiếu một con thùng vững nhôm. Một lát nữa em sẽ quay một cái clip demo sơ cho quý khách hàng mình xem ha. Và từ đó là quý khách hàng mình có thể là lên thùng vững nhôm cho dắt N900 mà không có cần phải là lo ngại về cái việc đăng kiểm nữa ha. Quý khách hàng mình xuống đây mình nhìn sơ nè, trưng bày nhiều xe nhỏ cho quý khách hàng nữa nha, từ xe Đông Ben T20A, Đông Ben T30, rồi Đông Ben K9, và đủ hết luôn. Rồi xe van thì có xe 868 2 chỗ và phiên bản 5 chỗ nữa cho quý khách hàng, phiên bản cao cấp của xe van nha quý khách hàng. Đây mình quay sơ thôi. Rồi có xe Kenbo nữa, Kenbo thùng kính thùng bạc thùng lửng đầy luôn cho quý khách hàng luôn. Video này là mình chỉ quay sơ thôi, còn quý khách hàng nào mình đang có nhu cầu mình đi xem xe hoặc là mình có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ cho em nha, em sẽ tư vấn và hẹn quý khách hàng mình lên cái địa chỉ showroom gần nhất để chúng ta em xem và tham khảo xe trực tiếp luôn. Rồi, rất là nhiều xe, và xe thì hỗ trợ cho quý khách hàng mình vay vốn ngân hàng nữa nha, từ 75 đến 80% tùy theo cái tải trọng của xe, xe lớn thì 75 hoặc xe nhỏ thì 80%. Và video của em đến đây là kết thúc ha quý khách hàng. Quý khách hàng đang có nhu cầu cứ liên hệ cho em, sẽ tư vấn nhiệt tình chi tiết và hẹn quý khách hàng lên những cái showroom gần nhất để quý khách hàng mình xem xe trực tiếp và tham khảo xe. Và em xin kính chào, hẹn gặp lại quý bác tài vào những video clip tiếp theo.